cái đầu kia sang luôn. Đuôi chị đi đây đây. Đầu kia sang. Đuôi chị đi đây chưa? Đây đây. Cắt cái đầu kia sang luôn. Đầu cho bé đây cái đuôi. Thấy đuôi không? Đuôi đây đuôi không? Đấy. Ôi, đúng rồi, ba con rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Ui, quay được luôn đấy. Hello mọi người nhá. Tìm xem có thấy không anh ạ? Hôm nay anh bảo đi bà gặp mà. Rắn to tướng nó chạy đống gạch mà. Đến thấy mỗi cái đống gạch này. Cái nhà này người ta nhiều rắn lắm mọi người, nên người ta ngừng xây. Nó nhiều rắn quá, nó đi lên lên. À thế là xong rồi. To lắm mà. Mình tầm cái ao. Thợ người ta phải nghỉ hết rồi mọi người. Người ta nghỉ hết đi mọi người nhá. Anh em tìm quanh quanh để xem có thấy con nào. Thấy bảo hôm đào móng con đào cái bộ rắn rồi. Không được rắn nó về không quánh nào. Hay đào chúng nó mạch thì. Nhà ngay mặt tiền. Nhà ngay mặt tiền được to luôn đấy. Được to kìa mọi người. Đào cái bộ rắn mà. Cái máy xúc nó xúc phải có rắn to mọi người. Hay là bái sợ bái mặt bái nhìn thấy chứ nên làm gì thấy nhỉ. Xúc cái đôi người. Có thấy đâu nhỉ. Đi tìm thử xung quanh xuống dưới kia thử nói. Có thể người ta tưởng tượng là ngày trước người ta mình bây giờ người ta tưởng tượng ra ai. Ta tầm xúc nó mặt toàn. Không thấy thì anh em mình lại đi tìm. Trong cái này mà. Đứng sau xem còn đống nào nữa. Chấm chết bây giờ nó chỉ ở mấy cái đống thôi. Ui, ôi, sau đây có gì anh? Ui, nhà cũng tưởng luôn. Chắc, nhà luôn. Chắc không có rồi, thôi đừng chọc. Con này là bãi đá anh. Bãi đá? Chắc đá. Đôi ra được. Con này thì gỡ được sao được. Ao bèo. Xuống vườn rồi, nó đi mất rồi. Cái này nhìn ra mình lấy được. Đi mất rồi nhỉ. Chắc chạy mất rồi. Vào dỡ thử đống kia xem có không có thì đi đây. Còn nữa đống kia xem. Có thôi đi vậy. Hơi mất công. Bán hoạ. Nhìn là có quán mặt. Cái tưởng tượng bóng dáng nó rắn này. Mới lấy cái nào ra. Anh. Cắm tay à? Ui dồi, cắm gai thế. Cái này thì lấy ra rắn. Ui, đây rồi. Ui, rắn đây rồi anh em ơi. Kia phải cái bao rồi, người thấy luôn này. Ui, đây nè. À, hóa ra bảo bảo cái đống này anh em cứ đi tìm đống nọ, đống kia được nha. Ừ. Kinh khủng nha. Cái đống gạch này lâu lắm rồi. Rồi đây anh quay cho mọi người xem. Một rắn này. Nó đang bò đây mọi người này. Thấy chưa? Ôi nhà hình sửa đuôi này này. Ôi hai con này cháu ơi. Đâu còn con ý. Đây con này này. Ôi đấy cái đuôi nữa. Đây cái túi đuôi này. Ui hai con. Ôi dồi ôi. Vậy hai con mọi người ơi. Mấy cái này mọi người xem này. Kinh khủng chưa? Ghê nhỉ. Đấy mọi người nhá. Thấy chưa, đây to chưa? Quá to luôn này. Cái nhà này là này đang chạy. Đấy thấy chưa? Đây con đứng đây. Con này hổ chúa hay sao anh? Con này vằn giống hổ chúa thế nhỉ? Giống này? Ừ. Giống như hệt hổ chúa luôn nhỉ? To lắm đấy. Này mọi người xem. Ừ, cái đuôi nó nhọn chưa? Mắt đi nhỉ? Đấy rỡ nốt ra đây xem. Rỡ nốt ra xem. Ui. Ui đây này, con mỏng nữa này. Đâu phải không? Đây. Hai cái đầu con kia nó sang rồi. Chắc đầu con kia nó sang rồi. Đuôi tí tí đây đây. Đầu con kia nó sang rồi tí tí hay chưa? Đây đây. Chắc cái đầu con kia nó sang rồi. Đầu cho bé đấy cái đuôi. Phải đuôi không? Đuôi đây. Phải đuôi không? Là thật đấy. Ôi đúng rồi, ba con rồi. Đuôi thật hàng đấy. Ui kinh khủng chưa? Rồi bắt con một thôi nha. Ừ. Thằng đầu nó to thế. Ừ. Cứ bắt con một đi, bắt con một đi. Ừ, bắt con một thôi. Bắt trước. Ui. Này. Cái gì à? Kìa nó bành chưa? Kìa bắt xong cùng đi. Ui con này nó bành này. Hãy chưa? Bỏ năm anh. Ui chân. Mày chưa? Giữ được nhé con nhá. Nhanh chưa? Đấy, chân chạy con này. Ui, con này to hơn cả tay em đến nơi đấy em. Ừ. To đấy nhỉ? Hơn 2 cân đấy. Ui, con đánh nhanh chưa? Bắn nó chút ra thôi. Một bé. Một bé đây, cầm quay cho anh. Kiếp đưa cái hình tư vân. Con này gớm chưa? À, mình phải xem này. Con này mới là con gớm nữa mọi người nhá. Ấy.
quay được luôn đấy. Nhanh nhá, nhanh chưa? Con này nhanh lắm anh em. Lâu lắm này anh em mới gặp. Đợt này gặp toàn bộ kiểu rắn quái thú này nhỉ. Này, kinh dị. Con này quá nhanh nhá mọi người nhá. Đấy, mọi người mà gặp những con rắn này, mọi người nếu nó bành như này mọi người phải tránh xa ra nhá. Bởi vì những con rắn này nó rất là nguy hiểm, nó cắn là khả năng là sẽ bị hoại tử và chết ngay tức khắc sau khoảng 2-3 tiếng sau. Kể cả các bạn lên tới bệnh viện là không chữa kịp là chết ngay. Những người nào bị cắn sơ sơ qua nhẹ nhẹ thì mình có khả năng vẫn kịp thời lên tới bệnh viện người ta chữa trị cho mình, nhưng mà nó cắn vào mạch người bị nặng quá hoặc là nó cắn vào động mạch chủ hay cổ hay là vào bắp đùi bắp ấy là hay nguy hiểm lắm mọi người nhé. Nó vào cái tuyến động mạch chủ máu của mình ấy là nó sẽ đưa bơm máu lên vào thẳng tim mình luôn, người chữa bị suy hô hấp và tử vong. Dài lắm anh. Dài cái này, dài chưa? Này, anh xạ ra. Trò nhỉ? Khiếp này. Cần bằng anh Thư, con này mét cái nhà 6 này ít. 50 con rắn về. Mét 7 rồi thì con này phải mét 6. Mét 6. Kinh chưa? Có phải kinh chưa? Em nhìn này cái nhà này quốc cái móng chân núi. Khả năng nó có cái móng ngầm. Móng ngầm chân núi. Thôi đưa anh bỏ con này. Tắm lên. Cho nó vào đi anh ạ. Cẩn thận đấy. Những con này thực ra mình bắt cắt một thôi mọi người. Đây còn con nữa đây này. Không thích bắt thôi. Con này đây này, thấy chưa? Những cái con đơn giản. Này, con này quay gần mọi người xem. Đầu đâu nhỉ? Đầu đang đây thằng này. Cẩn thận đấy, gỡ cẩn thận này. Không biết cái đầu nó nằm vị trí nào. Nó trong lỗ gạch. Đấy, cái đầu đây này. À, con này đã xác. Ui, mắt tím mù lên. Quay gần mọi người xem này. Úi giời, cái đầu này. Mắt nó đục ngầu đi. Nó muốn thúi này mọi người. Hãm xác mà chuẩn bị lột đấy. Kinh chưa? Đấy nha mọi người nha, quay cận cảnh mọi người xem này, nó chạy này. Nó giấu cái đầu đi. Thường những con rắn này nó chỉ là nó cắn mình là khi nó tự vệ đấy mọi người nhá. Khi nó tự vệ nó mới cắn mình chứ bình thường là nó không cắn mình. Cẩn thận anh ạ. Đấy, khi mà nó tự vệ là nó sẽ tìm cách nó cắn mình. Nó cảm thấy nguy hiểm ấy nhỉ. Ừ, hoặc là mình đi mình dẫm vào nó là nó sẽ cắn. Em đỡ nút này ra đi. Hôm nay mình sẽ thu phục cái con này cho mọi người xem nhá. Một trong những thợ rắn này nói là top thứ Enter cộng của Việt Nam. Đấy, không được chưa? Đấy, mọi người nhìn chưa? To chưa? Đấy, nó hết cú rồi nó chạy. Chuyển này. Con này nó đang hãm xác cho nên là nó lừ đàn lừ đừ đấy mọi người ạ. Nó hãm xác, con này hãm xác. Còn con nào nó giống hãm xác thì nó cứ nừ vì cái mắt nó bị mù rồi. Cái mắt nó bị màng đây. Mắt nó đục cái này là nó mù. Nhưng mà rờ vào cái là nó cắn theo cái sự nhạy cảm của nó, cảm biến. Nó cảm biến qua cái lưỡi đấy mọi người. Đấy, cho nên là những con này mình bắt phát mổ rồi các bạn. Thấy chưa? Đấy. Nừ này. Đấy, cái mắt nó đục này. Nhiều người cứ bảo là con rắn hoang dã nó dữ, không phải đâu. Những cái con nào mà nó đang ham xác thì là nó sẽ hiền. Còn nó nổ xác xong rồi thì các bạn sờ và xem. Chết to nó luôn đây này. Không về chưa? Giống đời những con hãm xác nó mắt nó bị mù mà. Đấy à, mắt nó bị mù. Chỉ ấy cho cảm ứng thôi. Bỏ vào đi. Đấy. Đây là được 3 con mọi người nhé. 3 con trong một đống gạch. Kinh khủng. 3 con trong cái đống gạch đấy nhá. Kinh khủng chưa? Thôi đi, về báo với bà ấy đi anh ơi. Ừ, khả năng là đi anh em mình ra ngoài kia. Cho bà ấy xem bà ấy có dám nhận lấy cái nào bà lấy không thì anh em cầm đi, anh em mình thả đi. Đi. Thôi có lẽ là video anh em mình kết thúc ở đây thôi mọi người ạ. Mọi người xem video nhớ ủng hộ anh em mình để anh em mình làm những việc có ích hơn. Mọi người nhớ cho một đăng ký kênh mọi người nhá. Mọi người nhá.